Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Trúc HCG. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một cái công trình. Đây là một cái mặt bằng của một cái công trình chung cư mini nha các bạn nhé, ở Hà Nội. Thì là mình sẽ phân phép là phân tích rất sâu, rất chi tiết cho các bạn để các bạn có thể là nắm bắt được. Thì là mình sẽ sử dụng ở đây là một cái công trình, và công trình sau nữa mình cũng sẽ phân tích rất sâu cho các bạn về công trình nữa nha các bạn nhé. Còn chúng ta sẽ đến với công trình lần này. Thì cái công trình lần này là có cái kích thước là một chiều là bằng 4m8, chiều sau này là bằng 5m2 này, thì tổng trung bình nó rơi khoảng 5m, và chiều này nó khoảng 18m. Thế thì công trình lần này thì là nhiệm vụ của chúng ta là cần phải chia ra rất là nhiều các cái phòng. Thế thì ở đây thì chúng ta bên mình sẽ chia nó ra. Đầu tiên là bên mình sẽ chia nó ra được ở đây là 4 phòng nhé các bạn nhé, 4 phòng. Thì mình sẽ vẽ luôn ở đây này là một cái cụm ở giữa này, đó chính là bên mình sẽ làm một cái cụm thang máy. Thì đối với cái thang máy thì một cái lưu ý nhỏ cho các bạn ở đây đó chính là đối với thang máy thì chúng ta cần phải tính toán làm sao để đủ được cái tải trọng của một cái công trình, tức là xuống lượng người của chúng ta đi trên một cái mặt bằng này thì mỗi một sàn này là xuống có 4 phòng, thì cao điểm thì mỗi một phòng này sẽ có 2 người, 42 chúng ta có 8 người nhé các bạn nhé, 8 người đó. Thế thì bên mình đang tính toán cái thang này là thang 750, và thang 450 thì nó sẽ rất là chật đúng không ạ. Thế thì chúng ta có một cái thang to là thang 750 ở đây đó, đây là chính là cụm thang. Thì trong đó thì chúng ta có là thang máy và đây là phần thang bộ đó. Và xung quanh đây là các cái phòng, thì cái tường này để tiết kiệm không gian thì là bên mình sẽ sử dụng ở đây là tường 110. Tất cả cái tường này là tường 110 hết đây. Đó, đây. Tường 110. Đây là các cái tường 110 nha các bạn nhé. Tất cả các tường trong phòng nó 110 hết. Thì chúng ta sẽ có cái phòng đầu tiên. Mình sẽ nói cái phòng đầu tiên là cái phòng này. Đây là đi vào cái phòng đầu tiên, thì phòng này là được 19m2. Thì cái phòng 19m2 lần này ấy, là chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là một cái không gian. Ở đây chính là cái phòng này là phòng vào này. Đây là lối vào. Lối vào các bạn, đây thì chúng ta sẽ có ở đây là một phòng khách, và đây là một cái tủ quần áo. Đó, đây là một cái tủ quần áo này. Và đây chỗ này là chỗ phần chúng ta nấu. Đây nấu thì đây chỗ này là chúng ta nấu là bếp điện đấy các bạn nhé. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây là phần bếp điện. Và đây là phần chậu rửa. Đó, và chỗ này chúng ta là có một cái máy giặt để chúng ta phơi phóng, và chúng là một cái ban công. Đây là một cái phần vệ sinh. Thì nhiều bạn sẽ hỏi mình là anh ơi, thì đối với lại các cái phòng vệ sinh như nhà không gian như thế này rồi thì chúng ta ngủ ở đâu, đúng chưa? Đó, nên là mình chia sẻ cho các bạn đây là một tầng nha các bạn nhé. Thế còn chúng ta có một cái tầng lửng nữa. Đây chính là cái mặt bằng về cái phần tầng lửng này. Đó, đây chính là cái tầng lửng. Đây. Đó, thì chúng ta sẽ đi lên trên cái cầu thang. Tức là chúng ta sẽ lên cái cầu thang ở trên này. Đó, và chúng ta sẽ ngủ ở đây nha các bạn. Đó, đây. Chỗ này thì chúng ta vẫn để thoáng này, vẫn là tường 110. Và ở phần này thì chúng ta sẽ ngủ trực tiếp ở trên cái phần đấy. Đây, để thì mình sẽ quay vẽ cho các bạn. Đây là cái lối cầu thang lên. Và đây chính là phần giường nhé các bạn nhé. Đó, đây chính là phần giường. Đó, giường chúng ta ở đây. Thế thì cái khoảng này là cái khoảng hở. Cái khoảng này là một cái khoảng hở này. Đây là một cái khoảng hở. Tại sao chúng ta lại làm khoảng hở như thế này? Thì đối với lại các cái khoảng hở như này thì nó sẽ làm cho cái khoảng không gian mà chúng ta đứng các thứ là nó cao và nó thoáng cho cái nhà của chúng ta, chứ nếu mà không thì chúng ta sẽ bị bí nha các bạn nhé. Nếu mà chúng ta làm hết chúng ta bí, chúng ta chỉ để cái không gian ngủ là chúng ta làm là để ấy thôi. Thế còn là ở phần nấu này thì chúng ta sẽ nấu ở bên dưới cái gầm. Đó, nghĩa là cái chiều cao này chúng ta cần phải xác định rất rõ để chúng ta nấu bên dưới này. Đây chính là cái khoảng nấu. Khoảng nấu và phần ngủ chúng ta ở trên này luôn. Thế nên là cái không gian nó rất là thoáng nha các bạn. Tiếp theo thì các cái phòng ngủ này cũng thế. Đây cũng là một cái phòng cho thuê. Thì các bạn có thể thấy được rằng là đối với cái phòng này thì là chúng ta là lối đi vào cửa đây. Lối vào cửa đây, và chúng ta có một cái phòng vệ sinh ở đây. Ở đây chúng là chỗ này chúng ta làm cái tủ quần áo nha các bạn nhé. Và ở dưới này phần này cũng là phần bếp. Phần này phần bếp thì bên mình sẽ chia cái phần này ra này. Chia cái phần này ra để chỗ này thành khu vực máy giặt. Khu vực máy giặt nha các bạn nhé. Và phơi thì cái không gian này nó sẽ là chúng ta sẽ có là một cái ban công. Đó, đây cũng là một cái ban công. Đây là một cái ban công các bạn. Đó, và đây cũng là một cái ban công.
ban công đó. Thế thì cái không gian nó rất là hợp lý và tận dụng được tối đa nhé các bạn nhé, tận dụng được tối đa. Thế thì vào phòng bên trong thì chúng ta cũng sẽ có ở đây, đó chính là một cái phòng nữa. Thì các cái phòng này bên mình chia nó rất là chi tiết, nó rất là rõ để chúng ta có thể làm được. Đây chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh này đó, đây chúng ta có cửa. Đối với lại cái không gian này thì là một bên hông chúng ta đang hở nhé các bạn nhé, một bên hông chúng ta đang hở đấy. Các bạn nào mà thiết kế hay là thi công nhà phố Hà Nội thì các bạn hãy liên hệ ngay với bên HCG để HCG tư vấn kiến thiết cho các bạn đấy. Thế thì vào đây chúng ta cũng có một cái phần ở đây là phòng chậu rửa này, đây cũng là một cái trường phần nấu. Tất cả này chúng ta dùng bếp một hết nhé các bạn nhé, bếp một hết. Cái bếp này nó nhỏ thôi, cái phần này nó chỉ là 400 nhân với lại 250 đây các bạn, 250 hoặc 300 thôi. Đấy 300 thôi. Đấy là cái bếp nhỏ hết, bếp điện nhỏ hết chứ chúng ta không sử dụng bếp to. Đó, thế là nấu xong nồi cơm thì là xào xong rau chúng ta tiếp tục xào một hai món tiếp chứ không phải là bếp to nhé các bạn nhé. Đó. Thế còn là về cái phần không gian bên trong này cũng vậy, phòng bên trong này cũng vậy, và tất cả các cái phòng này thì ví dụ như phòng này ở đây thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là đều đi lên trên này. Đây là cái thang nhé các bạn nhé, thang đó. Và chúng ta đều có khu vực phòng ngủ ở đây hết. Một là chúng ta bố trí phòng ngủ đầu giường đây, hai là chúng ta sẽ bố trí ở bên hông đó. Đây lên trên tầng này, đây cũng là cái phần chúng ta lên trên tầng đấy. Nhiều bạn thì sẽ thích cái kiểu dạng bố trí không gian theo cái dạng gác xếp này, không thì chúng ta sẽ bố trí thông luôn. Thì tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình cũng như là cái mong muốn thì chúng ta sẽ đưa ra được cái phương án sao cho nó phù hợp nhé các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta làm bất cứ một cái không gian như này thì chúng ta cần phải lưu ý một là đây là gì, một là chúng ta cần phải có một cái không gian liên quan đến đây, một là chúng ta cần phải có một cái không gian là sinh hoạt. Trong sinh hoạt thì chúng ta có sinh hoạt này, sinh hoạt đây là cái không gian sinh hoạt. Sinh hoạt thì chúng ta sẽ có ở đây là trong một cái khuôn viên nhà này, đây là lối vào này, lối vào sơ đồ chúng ta sẽ như thế này. Trong một cái chung cư mini để cho thuê thì chúng ta sẽ cần có một cái không gian sinh hoạt. Trong sinh hoạt thì chúng ta có ở đây đó chính là khu vực chúng ta ngồi nghỉ, tức là bàn làm việc này hay là sofa đó, đúng không ạ, sofa này. Hay là chúng ta có một cái không gian liên quan đến là bàn làm việc, bàn làm việc đó, các cái khoảng không gian sinh hoạt chung đó. Và các cái khoảng tủ thì chỗ này sơ đồ công năng của chúng ta đợt này chúng ta có thể là có khu nấu đó, khu nấu và từ khu nấu này thì chúng ta lại có thêm các cái khu liên quan đến vệ sinh và một phần nữa đó chính là khu vệ sinh này thì chúng ta có thể là sẽ có sân phơi và ban công. Đây là khu phơi, tức là lô ra hoặc là ban công. Đấy các bạn nhé, lô ra hoặc là ban công. Thế thì để chúng ta là vệ sinh xong rồi chúng ta sẽ ra lô ra ban công thì chúng ta lại có ở đây, trong cái lô ra ban công thì chúng ta lại có ở đây chính là chỗ máy giặt, đúng không ạ, máy giặt cộng phơi. Đó, đấy chính là một cái sơ đồ về thiết kế chung cư nhé các bạn nhé. Thế còn khu nấu này, đó, khu nấu, vệ sinh, lối ra ban công, phần sinh hoạt, lối vào thì đây là cái khu vực chung thôi. Còn chúng ta còn có ở đây nữa, đấy chính là một cái sơ đồ liên quan đến cái khu vực là ngủ, tức là chỗ vực của chúng ta ngủ là setup và giường và tủ quần áo. Đấy. Đối với lại một trong gia đình mà chúng ta có nhiều đồ thì chúng ta còn cần phải có cái chỗ để chúng ta để kho, vì là trông như vậy nhưng mà chúng ta ở trọ hay là ở những chung cư mini này chúng ta cần rất nhiều những cái khoảng không gian. Thì các bạn trong quá trình tính toán thiết kế thì các bạn cần phải đưa ra những cái khu vực, những cái không gian làm sao để cho nó phù hợp với lại từng hoàn cảnh, từng cái gia đình như các bạn nhé. Đây là một trong những cái sơ đồ công năng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thì đối với những sơ đồ như này thì là bên mình bố trí các cái công năng của một cái chung cư lần này sẽ rất là ok, và các bạn có thể là tham khảo và cũng như là nắm bắt và áp dụng trong công trình của mình. Nhưng mà trong cái chung cư này chúng ta còn có rất là nhiều các cái yếu tố cần phải quan tâm, ví dụ như là các cái cửa phòng cháy. Đó, ví dụ như đây là cái cửa phòng cháy này, nếu mà đây là phần ấy thì chúng ta sẽ còn có đây là cái cửa phòng cháy nhé các bạn nhé.
cửa phòng cháy, là cửa chống cháy đấy, hay là các cái đèn biển báo chống cháy đó, đèn đèn cháy biển báo chống cháy là đường dẫn vào tận trong phòng đấy. Thì tất cả những này chúng ta đều phải có các cái sơ đồ nguyên lý cũng như là phải thi công rất là rõ ràng thì chúng ta mới làm được. Trong cái đường điện, điện hành lang hay là điện trong phòng bố trí như thế nào, bởi vì mỗi một cái khi mà làm một cái công trình như thế này, một cái công trình như thế này thì mỗi một gia đình thì chúng ta sẽ có một cái công tơ. Nếu các bạn nhé, mỗi một gia đình thì chúng ta sẽ có một công tơ. Vậy tủ điện tổng của cái khu vực này là bên ngoài, giả dụ đây có 4 phòng, giả dụ đây có 4 phòng chẳng hạn, thì tủ điện ở bên ngoài và trong từ tủ điện này vào thì phần ổ sẽ là đi một át riêng. Đó, phần ổ đi một át riêng này. Đấy. Ví dụ như ở đây chúng ta còn có là phần bếp này, phần điện phần bếp này sẽ đi một át riêng, bởi vì khu bếp này chúng ta sẽ nấu nướng rất là nhiều. Nấu nướng rất là nhiều, hay tủ lạnh chúng ta sẽ đi một cái đường riêng, mình nóng lạnh đi một át riêng. Và ổ cắm trong nhà đi một át riêng, và chúng ta có ổ bóng đi một át riêng, thì khi mà hỏng hóc một đâu nó sẽ hạn chế được cái vấn đề mà chập cháy nổ trong một cái công trình. Đây một số những cái lưu ý rất quan trọng trong quá trình mà các bạn thiết kế hay là thi công một cái chung cư nhé các bạn nhé. Đấy là một cái mặt bằng điển hình của một cái công trình mà tầm 95 cho đến 100 mét vuông thì chúng ta sẽ chia được trung bình ở khoảng 4 phòng. Thế còn là nếu mà chúng ta chia to ấy, nếu mà chúng ta chia to thì chúng ta chỉ chia được tầm 2 phòng. Ví dụ như đây cũng là một cái mặt bằng của cái căn chung cư thì chúng ta sẽ chỉ chia được 2 phòng thôi. Vẫn là ví dụ giả dụ đây là phần chúng ta lấy thang máy này làm trọng tâm, làm cái lối chia đôi ra. Đó, đây là phần này về thang máy vẫn giữ nguyên nha các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có ở đây là một phòng bên trong, đây là một phòng bên ngoài. Đó, thì là cái không gian nó sẽ rất là rộng, cực kỳ là rộng rãi luôn, rất là rộng rãi. Nhưng mà là chúng ta chỉ chia được là tầm 2 phòng, đấy, để 2 phòng, hoặc là một phòng thì là chúng ta sẽ chia được 2 phòng ngủ. Đó, đây một ngủ này, đây là ngủ 1 này. Ví dụ như phòng này chúng ta có ở đây là ngủ 1, đây được một ngủ này. Đó, đây là được một phòng rất là rộng. Đây là không gian bếp. Đây mình chia cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Đây. Đây là bếp này. Bếp đó, bếp. Giả dụ như đây là bếp ăn. Đó, đây là phần bếp ăn này. Đây là phần bàn. Phần bàn. Bàn ăn. Đấy, và ở đây chúng ta có ở đây là một cái phần sofa. Đấy, sofa, đây là chúng ta có thể bố trí đây một chỗ cây. Đây là một cái sofa. Đó, như thế này. Giả dụ đây là phần cửa chúng ta mở đây nhé các bạn nhé. Còn nếu không thì chúng ta có thể là bố trí cửa lệch cái chỗ khác thì không ảnh hưởng gì. Còn đây là ban công. Đó, và đây chúng ta có ngủ một và đây chúng ta có ngủ 2. Đó. Thế thì đây là cái căn mà một căn này là căn 2 ngủ. Một căn chung cư nhưng mà đạt được 2 ngủ rất phù hợp với lại những cặp vợ chồng trẻ là khi mà có con các bạn nhé. Phù hợp với vợ chồng trẻ khi mà có con. Nghĩa là ông bà lên chơi thì chúng ta có cái không gian trong bà ngủ. Đấy. Và vợ chồng thì ngủ bên này. Còn đây là cái không gian sinh hoạt chung. Thì cái phòng này cũng chỉ được tầm 33 mét thôi. Thế còn nếu mà chúng ta làm cả cái phần bên này nữa thì chúng ta có thể là đối xứng sang thì chúng ta cũng được là căn này căn 1 thì căn này chúng ta cũng có được 2 ngủ. Đấy. Nếu không thì chúng ta chỉ chia, nếu mà các bạn muốn cho hộ gia đình thuê thì các bạn chia như thế này. Đây. Đây là cách chia cho hộ gia đình thì là được 2 ngủ và một cái phòng khách cũng như là một phòng bếp. Thế còn nếu mà chúng ta chia cho một hộ gia đình thì chúng ta chỉ được như này thôi. Hoặc là nếu mà để cho thuê nhiều tức là chúng ta phải cân đối được cái lượng thuê cũng như là cái khu vực cho thuê. Giả dụ như đây là cái khu vực mà dành chủ yếu là cho sinh viên thì chúng ta cần phải tính toán là tăng cái số lượng phòng lên, đúng không ạ? Đây là một phòng. Đó, tăng cái số lượng phòng lên, đây là 2 phòng. Đây là 3 phòng. Đó, tăng được số lượng phòng lên. Đây là 4 phòng, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có 1 2 3 4 phòng. 4 phòng mà nhân với lại 4 phòng mà nhân với lại 6 tầng, 20 mấy phòng thì nhân với lại giá 3 triệu khá tiền đấy các bạn ạ. Thế còn nếu mà chúng ta mà cho thuê to thì các bạn nên chia như thế này thì chúng ta sẽ được là 2 phòng ngủ và 1 phòng khách và 1 phòng bếp.
một cái không gian ban công, một vệ sinh chung thôi chứ không được vệ sinh riêng nha các bạn nhé. Đó, thì các bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế thi công các cái công trình nhà phố, chung cư tại trung tâm thành phố Hà Nội thì các bạn có thể là tới trực tiếp công ty cổ phần CG có địa chỉ tại 53A Nguyễn Ngọc Vũ để chúng ta làm việc, hoặc là liên hệ với bên mình thì bên mình sẽ tư vấn chi tiết cho các bạn nhé, các bạn nhé. Còn đây là cái sơ đồ mặt bằng công năng của một cái căn chung cư mà bên mình đang thi công ở tại địa chỉ là ngõ 544 ngay cái chân cầu đường Trường Chinh nhé các bạn nhé, ngã tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.